chào tất cả mọi người đã đến với Vlog Nuôi Tây. Thì hôm nay Tây cùng các bạn đã đến với Long An và đến với khu vực làng ổi Tân Lập. Thì mời mọi người cùng theo chân Tây xem làng ổi Tân Lập có gì đặc biệt nhé. Khu du lịch sinh thái làng ổi Tân Lập có địa chỉ ở quốc lộ 62 thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Đây là bảng giá vé để các bạn có thể lựa chọn dịch vụ để tham quan trải nghiệm tại khu sinh thái du lịch này. Trước mặt các bạn là bãi đổ xe và khu cắm trại. Có thể thấy sức chứa ở đây đủ đáp ứng một lượng lớn du khách để tham quan và họp hội sự kiện. Ở đây là khu khách sạn và nhà hàng nổi được đầu tư cũng khá hoành tráng và gần gũi với thiên nhiên. Bắt đầu tham quan cung đường đang xuyên rừng tràm với Tây nhé. Đây là bến để chúng ta đi tour cáp kéo và xuồng máy, với trải nghiệm đi dọc tuyến sông rạch rừng, len lỏi qua cánh đồng bông súng để ngắm nhìn khung cảnh sông nước và hệ sinh thái miền Tây. Trước mặt các bạn là trang trại vịt trời thiên nhiên và vịt đồng siêu trứng. Tây và các bạn sẽ đến bến xuồng Ba Lá. Ở đây có một cái cầu tên là cầu rạch rừng nè các bạn. Để qua hình như là qua bến cái bến bên kia. Cảnh đẹp quá mà các bạn ơi. Dạ có ạ. Rồi chị xuống vé, bây giờ là trời còn mát, em muốn đi quay gì thì nó cũng mát vậy, cho chị xuống vé mình qua đi xuồng trước nha. Dạ. Đi xuồng 25 phút còn về đây rồi mình đi tiếp trên con đường đang. Dạ. Đó mình tự chèo luôn cô. Không cưng có nó cô lấy đò rồi, sáu em đi qua đây đò đi mình. Rồi, không phải. Một thuyền em đi. Lấy ít vàng, đẹp. Sáng giờ dưới cùng đi em. Cơ đồng thôi. Cơ đồng sao ạ? Rồi xuống xuồng. Nhẹ nhẹ thôi. Xuống đi em Vĩnh ơi, Vĩnh từ từ cho bé Khánh xuống. Rồi chuẩn bị chèo nha các bạn. Nhìn đã có mắt làm sao ấy các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuôi mái chèo ngồi trên chiếc xuồng ba lá, chúng ta sẽ cùng hướng dẫn viên len lỏi vào các con rạch nhỏ trong rừng, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên đang xen với những thảm bèo dày đặc trên mặt nước. Mình nghĩ các bạn nên tham quan làng nổi vào dịp tháng 8 tới tháng 11 âm lịch, vì vào mùa nước nổi, chúng ta sẽ ôm trọn một bức tranh thiên nhiên vô cùng sống động. Chim. Dạ. Dạ. Hết một vòng xuồng rồi các bạn ơi. Cái cầu mà hồi sớm tay đi nè các bạn. Nhìn xa đẹp. Và thật sự nó có một cái gì đó gọi là đi ngay miếng dán nó muốn thẳng gì thì chị. Dạ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi, mình đi tham quan là ngay đường trái tim okay. Dạ. Hết một vòng xuồng thì Tây và các bạn xuyên rừng tràm để check-in ở các địa điểm như tháp quan sát, hồ bán nguyệt và cầu chữ X. Nếu các bạn hay thích chụp ảnh và lưu giữ kỷ niệm thì nơi đây sẽ cho chúng ta những khung hình vô cùng độc đáo. Ở đây có cái khách sạn làng nổi Tân Lập nè các bạn. Tây thấy khách sạn này cũng cao. Khách sạn tọa lạc trên nóc đảo ven sông rạch rừng với không gian riêng, bao quát nhìn ra toàn cảnh rừng tràm và hệ sinh thái Đồng Tháp 10 vô cùng ấn tượng. Vào sâu trong rừng tràm trong đây có vẻ đan đường đi nó hơi nhỏ nha các bạn. Nếu các bạn đi thì chú ý cẩn thận té ngã nhé. Tây nghĩ nếu mùa mưa là sẽ rong trên đường này lắm đấy. Các bạn nhớ cẩn thận. Lang thang trong rừng tràm nguyên sinh, Tây bắt gặp nhiều loài côn trùng, nghe tiếng chim hót và hòa mình vào không gian vô cùng thanh vắng. Ở đây có các nhà mát để các bạn vào có thể mình dừng chân và nghỉ ngơi một xíu. Hình như Tây thấy trong toàn khu vực này có rất là nhiều nhà mát và các nơi dừng chân rất là thoải mái và tiện lợi nữa. Hướng vào tháp quan sát nè các bạn. Tây và các bạn đến tháp quan sát rồi. Để xem sẽ có gì đặc biệt không nhé. Tây sẽ leo lên tháp quan sát xem. Có vẻ là hơi cao nha các bạn. Quá đẹp phải không các bạn? Chúng ta có thể phóng xa tầm mắt và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.
cũng từ vị trí này, chúng ta sẽ chứng kiến từng đàn cò rắn hay còng cọc bay về sau một ngày tìm thức ăn. Tay đang đi vào hồ Bán Nguyệt để xem hồ Bán Nguyệt có gì đặc biệt nhé các bạn. Các bạn có thích cảm giác ở nơi đây không? Chứ Tây là Tây thích lắm. Bởi ở đây tạo cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái. Tới đoạn vào hồ Bán Nguyệt rồi các bạn. Sẽ phải qua cái cầu Bắc Tạm này. Có vẻ hơi nguy hiểm. Tới hồ rồi các bạn. Hình như Tây thấy là nước có vẻ có một cái màu gì rất là đẹp. Yên bình quá phải không các bạn? Vào sâu trong khu vực này có lẽ ít người vào tham quan quá các bạn, nên đường có vẻ hơi khó đi và cây cối bao phủ hơi nhiều. Nước trong xanh quá các bạn. Quá đẹp. Có đoạn đường này qua thì có lẽ hơi khó đi các bạn ơi. Nhưng mà Tây và các bạn của Tây thì không sao mà cảm giác rất là thích. Kiểu cảm như cảm nhận là như mình đang khám phá một cái gì đó. Các bạn phải chuẩn bị một thể lực tốt để chinh chiến đến hồ Bán Nguyệt, vì hồ nằm khá sâu bên trong rừng tràm. Hồ Súng và cầu chữ X. Tay nghỉ chiều và lúc sáng thì các bạn đến đây chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Quá nhiều cây bông súng luôn các bạn ơi. Cái này cái bông nó mà chúng ta hái về làm gỏi hoặc nấu canh chua thì ngon lắm. Tham quan cũng hết một vòng rồi kìa các bạn ơi. Nếu cuối tuần và vào những ngày nghỉ lễ các bạn chưa biết đi đâu thì hãy đến với làng nổi Thăng Lạp nhé. Hẹn mọi người một video tiếp theo.